Vừa qua tại thành phố Vũng Tàu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam cùng Liên doanh Việt-Nga Vietso Petro và Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam PTSC đã tổ chức lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đối với hai công trình gồm dự án xây dựng giàn dầu giếng BK21 của Vietso Petro và dự án giàn xử lý trung tâm SVCPP của PTSC. Giàn BK21 cùng các hạng mục công trình kết nối nội mỏ được xây dựng tại mỏ Bạch Hổ, lô 09-1 thuộc thềm lục địa Việt Nam, cách thành phố Vũng Tàu khoảng 125 km về phía đông nam. Đây là loại giàn khoan mini không người ở, thuộc thế hệ mới của Vietso Petro với 9 lỗ khoan và được điều khiển từ xa từ giàn mẹ là giàn MSP6, đã được Viện NIPI nghiên cứu và thiết kế nhằm mục đích phục vụ cho Vietso Petro phát triển các khu mỏ nhỏ, mỏ cận biên, đã được tối ưu hóa về thiết kế, chi phí xây dựng và chi phí vận hành. Còn dự án giàn xử lý trung tâm SVCPP, sao vàng CPP, đây là công trình trọng điểm trong lĩnh vực cơ khí dầu khí. Trong quá trình thực hiện dự án và thi công, PTSC luôn tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn về đầu tư xây dựng của Việt Nam, quốc tế và do chủ đầu tư Idemitsu đưa ra. Dự án giàn xử lý trung tâm SVCPP có khối lượng thi công lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay, với các hạng mục công việc phức tạp đã được PTSC nỗ lực hoàn thành đúng tiến độ, cam kết theo hợp đồng với chủ đầu tư Idemitsu, được chủ đầu tư ghi nhận và đánh giá cao.